Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại quay lại để chúng ta làm tiếp các cái video về phần backend. Thì hôm trước ấy thì chúng ta đã xử lý cái này rồi đúng không? Tức là chúng ta sẽ dùng Ajax để khi chúng ta chọn cái danh mục này này thì nó show ở phía dưới này là các cái loại sản phẩm tương ứng của cái danh mục đấy để chúng ta tránh nhầm lẫn khi chúng ta có nhiều danh mục và nhiều cái loại sản phẩm trên cái website của chúng ta. Đấy. Và trước nữa thì chúng ta cũng đã cài cái CK Editor này rồi. Thì trong cái chỗ thêm sản phẩm này ấy, thì có một cái nữa mình muốn bổ sung thêm đó là cái chỗ ảnh sản phẩm này này. Thì cái ảnh sản phẩm này ấy, thường thường là chúng ta sẽ có một vài cái câu lệnh PHP để mình khống chế cái dung lượng của nó, ví dụ như mình không cho cái ảnh nó vượt quá 1 MB chẳng hạn, hoặc là mình chỉ chọn những cái file có đuôi là đuôi ảnh đấy, như PNG rồi là JPEG gì đấy. Đó, rồi JPG kiểu như vậy. Chứ nó ví dụ như các cái file Word, Excel chẳng hạn thì nó sẽ thông báo là không 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 chấp nhận đấy kiểu như vậy. Rồi là nó sẽ kiểm tra xem cái file ảnh của mình đã tồn tại chưa, nếu nó đã tồn tại thì nó cũng sẽ cảnh báo. Đấy thì cái video này chúng ta sẽ làm cái đấy bằng lệnh PHP. Thì để làm thì các bạn bật cái Visual Code lên. Thì ở đây này. Đây lần trước là chúng ta có đặt cái biến product img là cái file này name mà đúng không? Đấy bây giờ các bạn lấy cái base name nó ra. Thì ví dụ ở đây các bạn lấy là một cái biến là file gọi là file target được. Target. Đấy, file target đi. Nó bằng với là cái base name của cái này, các bạn copy xuống cái này. Thì cái base name là gì ấy, thì các bạn có thể search Google nhé, thì có mình thấy có nhiều trang web nó sẽ nói rõ, tức là chúng ta sẽ phân biệt cái base name và cái the name đấy, tức là một cái đường dẫn, nó là cái đường dẫn đấy. Mình có nên ví dụ không nhỉ? Đây thì cũng như ví dụ thì cái này cái product product add PHP này chính là cái base name này đấy, các bạn hình dung là như vậy đấy. Còn nếu như mình không nhầm thì cái này nó là cái đơ nêm hay sao ấy, thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm đúng không, để cho đỡ mất thời gian. Thì mình đang làm đây là mình lấy cái bay nêm của nó đấy, chúng ta đặt cái biến này chúng ta lại lấy cái bay nêm, rồi sau đó chúng ta sẽ mở cái hàm if ra. Thì if gì, tức là if xong thì chúng ta sẽ dùng hàm hàm gì nhỉ, hàm file exit, hàm file file exit đúng không? Exit để mình xem file cái câu nó đánh như thế nào. File không phải là cái này, phải gạch xuống này. Đây file exit này. Đấy, tức là nếu mà nó tồn tại cái gì? Tức là tồn tại là nó sẽ phải là trong cái folder upload đúng không? Nó tồn tại cái base name, tức là cái tên của một cái file nó giống trùng với cái này này. Có vào đây. Đấy. Các bạn hiểu cái câu lệnh này không? Tức là ý là bây giờ nếu như nó tồn tại cái tên file đấy, các bạn thấy trong cái upload của mình này, nó có các cái tên file này, đúng không? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta lấy cái base name là chúng ta sẽ lấy cái tên cái file sản phẩm 1.2.jpg này hay là như trên này đấy, sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh file exit để chúng ta kiểm tra xem là trong cái upload này nó có tồn tại cái file đó không đúng không. Thì nếu nếu nó tồn tại đúng không, nếu nó tồn tại thì nếu nó tồn tại thì các bạn đặt cho nó một cái biến bằng là file đã tồn tại, ví dụ như vậy đúng không? Rồi sau đó chúng bạn return chưa, các bạn return cái alert này rồi. Đây các bạn còn else nếu như mà nó không tồn tại đúng không, nếu nó không tồn tại thì nó sẽ thực thi cái lệnh tiếp theo phía dưới
Ok chưa? Rồi thì các bạn copy luôn cái lệnh phía dưới này cho mình, copy luôn cái lệnh phía dưới này. Đây copy lên đến đây đúng không? Đúng copy ở đó không? Hay chắc copy đến đây đấy. Copy đến đây đúng không? Xong bạn copy đi. Các bạn cho vào đây, cho để vào cái eo này. Đấy được chưa? Mới có đúng không? Đúng đúng thì ta sửa thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy, tức là chúng ta hình dung là chúng ta dùng một cái lệnh if để chúng ta kiểm tra xem là cái file đó nó có tồn tại, cái tên file nó là tồn tại trong cái chỗ upload này chưa, đúng không? Nếu nó tồn tại thì nó sẽ cảnh báo tồn tại và nó return knowledge luôn, nó không thực thi cái câu lệnh tiếp theo nữa. Còn nếu mà nó không tồn tại thì bắt đầu nó mới thực hiện cái lệnh này của chúng ta, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ kiểm tra này. Ta sẽ kiểm tra xem này. Ví dụ như ở đây chúng ta thêm sản phẩm đúng không? Tôi nhập sản phẩm 1 này. Sản phẩm 11 đi, 12 đi. Chọn COVID này. COVID chúng ta chưa chọn cái chúng ta chưa chọn các cái loại sản phẩm nó đúng không? Trẻ em giá này đi. Rồi. Chúng ta chọn một cái ảnh. Thì hôm trước thì chúng ta chọn cái ảnh nào rồi nhỉ? Thì các bạn vào trong cái chỗ cái local host chúng ta thử kiểm tra xem. Đây. Cái bảng của chúng ta là website EV demo này đúng không? Chúng ta vào cái product này. Đây chúng ta có cái ảnh sản phẩm 6, sản phẩm 6 này nó nằm ở đâu nhỉ? Sản phẩm 6 à. Sản phẩm 6 là nó nằm. Thực ra thì chúng ta cứ làm xong tí nữa thì chúng ta chọn cạnh BG này đi. Đấy, nó chính thì chúng ta làm luôn. Chúng ta thêm này, ok chưa? Thì nó trong này nó sẽ có cái ảnh BG đây rồi đúng không? ID là 17. Bây giờ chúng ta thử thêm lại cái ảnh đó xem thì nó có cảnh báo hay không, đúng không? Nếu như nó cảnh báo thì chúng ta đã thành công. Đây chúng ta ra này. Rồi chúng ta nhập lại cái này đi. Cái này chúng ta nhập mấy đó vì chúng ta đặt request là cho nên bắt buộc chúng ta phải nhập, không thì nó sẽ không cho chúng ta thêm. Đây là chúng ta thêm lại cái BG này đúng chưa? Rồi khoan, chúng ta phải echo ra thì nó mới biết được đúng không? Đây nếu chúng ta giả sử bây giờ chúng ta thêm mà nếu mà nó không nó là đã tồn tại thì nó phải có cảnh báo ở trên cái giao diện này đúng không? Thì để làm đấy thì dễ thôi. Bây giờ các bạn vào chỗ cái product ad này này, đúng không? Các bạn xuống ở cái khúc ở chỗ cái label ảnh sản phẩm này đúng không? Các bạn mở cho mình một cái thẻ spend ở đây này. Rồi spend này các bạn mở một cái thẻ PHP cho mình. Rồi ở đây các bạn sẽ if nếu tồn tại reset, nếu tồn tại cái insert product này này. Đây, nếu tồn tại cái insert product này thì sao, thì echo echo thì biến ạ alert đấy nhá, alert theo đấy chứ đấy này đúng không, đúng không nhỉ? Rồi chúng ta thử xem nào, chúng ta thử xem nó có ấy không nhé. Đây thêm đây nó không, đây nó có cảnh báo ở năm cái chỗ chúng ta muốn đây rồi đây, nhưng nó đang cảnh báo gì đây, cái biến không xác định là alert này này. Alert này là cái tiếng Anh có nghĩa là cảnh báo ấy, nhưng mà mình là mình hay đánh nhưng mình cũng không biết phát âm như thế nào bởi vì mình cũng khá là dốt tiếng Anh đúng không? Đây thì alert đây này, chúng ta qua đây chúng ta xem chúng ta đặt cái biến nó là đúng chưa. À, alert. Đây, đúng không? Nó có cái này đi cho nó chắc. Rồi chúng ta qua đây. À, mình thấy nó đúng rồi mà nhỉ. Đúng rồi mà nhỉ. À, đây không phải đâu, đây là echo, không phải echo, đây là echo insert product, không phải insert alert các bạn. Echo insert product là đồng nghĩa với là nó insert cái alert đấy là đấy.
Rồi chúng ta kiểm tra lại. Đây các bạn thấy không? File đã tồn tại này. Đây cái chọn chỗ cái span này. Các bạn cho style luôn. Đấy, mình làm buổi tối khi mình đi làm về thì cảm giác cái đầu nó không được tỉnh, nó cảm giác nó rất là khó làm, bởi vì sau một ngày làm việc ấy thì cái gọi là cái trí nhớ nó cũng không được tập trung, đúng không? Các bạn style này các bạn cho nó color này các bạn cho nó là red đi, cảnh báo thì các bạn cho nó red đi, được chưa? Giờ các bạn quay lại các bạn xem. Đấy, các bạn thấy nó cảnh báo mình là file đã tồn tại. Thế thì ví dụ như bây giờ chúng ta chọn cái file khác đi. Chúng ta thử cái file khác, đúng không? Đây, chúng ta chọn lại này. Giá sản phẩm 49.000. Rồi, cái này chúng ta làm cho có thôi, đúng không? Bây giờ nếu chúng ta chọn cái file là brand 1 này, được chưa? Rồi. Rồi chúng ta chọn cái này cái phía dưới chúng ta chưa làm cái ảnh mô tả, chúng ta chưa làm, chúng ta chỉ mới làm ảnh sản phẩm thôi. Nó thêm này. Đấy, nó thêm đúng không? Đây sao nó báo cái một này là gì? Khả năng cái một này là một cái lỗi gì đó, đúng không? Đây lỗi gì nhưng mà ảnh thì nó vẫn vào thôi, đúng không? Đây là chúng ta đang là Product ID 17 này. Đây chúng ta thấy con 18 chưa? Được chưa? Nếu như bây giờ chúng ta thay cái ảnh đó, chúng ta post lại cái ảnh đó, đúng không? Đây nếu như chúng ta post lại cái ảnh đó. Đây thì chúng ta post lại cái ảnh đó, ảnh này đúng không? Rồi. Thì nó sẽ không cho chúng ta post. Đây là bộ file đã tồn tại, được chưa? Đây chúng ta vào đây chúng ta thấy này, đây vẫn là ID 18 này. Đây chúng ta là refresh lại nó vẫn là 18 thôi, tức là nó không thêm cái ảnh đấy, được chưa? Rồi là cái thứ nhất. Tiếp theo ấy là chúng ta sẽ khống chế cái đuôi, đúng không? Chúng ta sẽ chọn ảnh là đuôi JPG với là PNG thôi, đúng không? Thì ở đây các bạn lại trong cái eo này các bạn lại mở một cái lệnh if nữa. Thì cái lệnh PHP này ấy, thì mình thấy vì lần trước mình làm thì mình nhớ mình làm cái lệnh này thôi, chứ còn mình nghĩ cái này đúng là mình làm cái Ajax cũng được, được không, hay là mình làm cái gì, chứ còn mấy cái này mà khi chúng ta phải ấn gửi đi rồi xong nó phải vào trong dữ liệu thì cảm giác nó cũng không được chuyên nghiệp lắm. Thì cái này có thể mình sẽ nghiên cứu cái cách làm khác, nhưng mà giờ thì mình cứ làm bằng lệnh PHP đi. Thì nếu cái bạn bạn nào mà chưa biết ấy, thì các bạn cũng biết các cái cách làm cơ bản của cái PHP, đúng không? Xem như mình học. Thì đây là chúng ta đã kiểm tra được cái file có tồn tại hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái đuôi của nó, đúng không? Thì cái đuôi của nó thì các bạn sẽ đặt cho mình thêm một cái biến nữa, đó là file 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 style đúng không? Là cái loại đấy, đúng không? Rồi nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng cái hàm là hàm pass. À, trước tiên là bạn phải chuyển cái chữ xuống chữ thường hết, là string to lower này. Đấy, xong string to lower này các bạn copy cái đây các bạn copy cái này này. String to lower ở trong này nó có một cái path, hàm path path info này. Đấy, trong path info nó sẽ có hai cái biến, một là cái biến cái tên của mình là các bạn copy vào cái này product img này, còn bỏ vào đây. Tôi bỏ vào đây. Đây cái bay name này hồi nãy mình copy cái này cũng được này. Product img đúng không? Rồi và nó một cái biến nữa thì các bạn sẽ lấy là cái path extension. Path đây, path extension. Nó có các loại này, path the name, path bay name, path file name, path extension. Đấy thì các bạn phải hình dung được đấy, thì mình sẽ cho các bạn xem này.
Đây mình có để đây này, một cái file ảnh của nó ấy. Đây, một cái file ảnh của nó, như một cái đường dẫn của nó ấy, thì nó sẽ có này, cái phần này là sẽ là the name này. Đấy, cái phần đuôi là PHP là bay name này, cái extension này, là cái đuôi này. Đấy. Thì nếu như bình thường mình cái ảnh nó sẽ là JPG hoặc là PNG là chính cái in này, thì chúng ta dùng cái extension là path info là path extension đấy, là file name mà chúng ta muốn lấy cái loại file thì chúng ta lại lấy là gọi là gì đó, path file name, path info file name. Đấy, chúng ta lấy thôi. Đây thì chúng ta lấy xong rồi đúng không? Thì ở đây chúng ta mới xuống đây, chúng ta lại mở một lệnh if nữa. Cái lệnh if này ấy, thì là gì? If cái file style này này. If cái file style này nó không phải là JPG này. Và copy cái này. Không bằng cái PNG và nó không bằng cái JPEG đúng không? Nó có ba cái loại ảnh chính này thôi. JPEG, file type, JPG, PNG. JPEG. Đây các bạn thiếu dấu vàng. Thấy được chưa? Thì sao, thì nó các bạn sẽ cũng đặt một cái biến này thôi, các bạn copy cái này xuống đây, thì các bạn là bảo là chỉ chọn file JPG này, PNG này, JPEG đúng không? Đấy, thì nếu mà nó đúng hay không đúng cái file này thì nó sẽ cảnh báo, còn nếu đúng file thì nó lại thực thi thôi, các bạn lại eo tiếp eo đúng không, thì các bạn lại copy cái này, copy cái lệnh của chúng ta, lệnh mà chúng ta thực thi này này. Đấy, thì nó copy nó bỏ vào trong này. Đấy, được chưa, hơi rắc rối đúng không? Rồi, thôi, cố gắng thì cái này thì mình làm mình cũng thấy hơi rườm rà, mình sẽ nghĩ xem có cách nào khác không thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau đúng không? Rồi ok, để chúng ta thử xem này, bây giờ chúng ta thử xem là bây giờ chúng ta quay lại bên này, quay lại cái trang của chúng ta đây, thêm sản phẩm đúng không? Rồi ví dụ chúng ta điền cái thông tin này vào. Rồi ví dụ như đây chúng ta không chọn file ảnh đúng không, mà chúng ta sẽ chọn cái file, chúng ta chọn cái file file buộc thì đây mình có cái buộc trong này đây, chúng ta thử thử post cái buộc này lên xem nó sẽ báo thế nào đúng không? Đây các bạn thấy không, chỉ chọn file JPG, PNG và JPEG này, đúng chưa? Đấy, thì chúng ta thử chọn file khác này, chúng ta thử chọn file khác này. Đây mình chọn cái này, được, mình chọn file ảnh. Rồi ok chúng ta post. Đấy, nó không, à cái này thế thì nó báo file đã tồn tại, bởi vì có thể cái file đấy nó đã tồn tại rồi đúng không? Cái file của chúng ta chọn đây này, BG này, nó đã tồn tại rồi. Thì chúng ta quay lại đây, chúng ta kiểm tra xem trong này, đây chúng ta sẽ có cái BG này. Đây chúng ta nó báo lên là đã tồn tại đúng không? Thì chúng ta chọn file khác thôi, chúng ta chọn cái file khác, chúng ta chọn file team 1 này đi, được chưa? Nhưng mà các bạn thấy không khó đúng không? Chẳng qua là làm lằng nhằng thôi, cũng chả phải làm nhằng đâu, nhưng mà mình thấy cái này nó cũng chưa tối ưu lắm, nhưng mà thôi
cứ trước mắt thì dùng cái này đã đúng không? Rồi cái tim một rồi, cái test hai cũng được, chọn này thì phải nói thêm. Rồi nó không báo gì cả, báo cái một này là nó bị một cái lỗi gì mà mình quên rồi này, nhưng mà kệ đi, cái đó mình sẽ xử lý sau. Đây là sản phẩm 18 này, đây các bạn thấy nó lên 19 rồi này. Đấy, vậy là chúng ta đã xử lý được, là chúng ta đã xử lý được hai cái rồi đúng không? Đó là cái kiểm tra xem cái file nó đã tồn tại chưa này, rồi là chúng ta kiểm tra xem là cái đuôi file nó có đúng như mình mong muốn không. Bây giờ chúng ta chỉ làm một cái nữa thôi, đó là chúng ta chọn cái kích cỡ đúng không? Kích cỡ thì ở đây các bạn lại thế này, các bạn lại đặt cho mình một cái đó là file size đi. File size thì nó sẽ bằng là cái đoạn copy này. Đây, các bạn đổi nó lên thành size này. Size này. Rồi, ở dưới cái dạng L này các bạn lại mở cho mình một lần if tiếp. L thì nó cái đoạn copy này chịu khó copy thêm lần nữa thôi đúng không? Copy xuống đây. Cho vào cái lệnh L này cho mình. Chưa? Rồi thì đây if là gì? If như cái if cái file size này. Ví dụ như các bạn khống chế nó là một mê thì một mê thì nó là 1 triệu byte đúng không? If file size lớn hơn 1 triệu byte, 1 triệu đơn vị nó là byte đúng không? Thì đây có cái này, đây file không được lớn hơn 1 MB như vậy đúng không? Đấy. Return address còn khá trong, nếu nó bé hơn nó thực thi cái lệnh phía dưới này được chưa? Đây các bạn quay lại các bạn kiểm tra này, rồi thêm sản phẩm đi. Đây thì các bạn quay lại đây các bạn chọn cái ở đây mình để sẵn cái có cái ảnh dung tích đấy đây này, cái IMG này. Thì các bạn thấy cái Hội An này này nó đến 4,9 mê là nó vượt quá đúng không? Thì chúng ta chọn cái Hội An này chẳng hạn đúng không? Thì khi các bạn thêm ấy thì nó báo là file không được lớn hơn 1 mê, bạn thấy chưa? Vì nó 4 mê nó vượt hơn 1 mê. Còn ví dụ như ở đây bạn chọn cái ảnh khác đúng không? Chứ các bạn chọn cái ảnh khác đi. Đây các bạn chọn cái ảnh, các bạn chọn cái ảnh này. Brand 1 này có 965 KB này đúng không? Bạn chọn ngành này đi, Brand 1. Đây, trước khi chọn thì chúng ta kiểm tra xem trong này nó có Brand 1 chưa này. Đây nó có đây rồi này, thì các bạn nếu các bạn làm thì kiểu gì nó cũng sẽ báo là ảnh đã tồn tại đây vì nó có Brand 1 đây rồi này. Đây. Đây các bạn thử xem này, nó sẽ báo này. Đây, ảnh file đã tồn tại này đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta phải chọn cái ảnh nó chưa tồn tại mà lại kích cỡ nó phải đạt đúng không? Đây chúng ta sẽ tìm một cái ảnh nó khác đi. Đây chúng mình có nhiều ảnh trong cái chỗ code này, trong mấy cái dự án này này. Nhưng mà chúng ta phải thấy ví dụ như cái ảnh này đi. Brand 3 là chưa này, 233 KB này. Đây các bạn chọn này. Đây các bạn code này. Đấy, nó ok rồi đấy. Thì này, qua đây các bạn refresh lại. Thì đây, nó sản phẩm 20 brand 3 này, các bạn thấy chưa? Đấy, vậy là cái hôm nay là chúng ta cũng cơ bản rồi, nhưng mà mình vẫn không hài lòng lắm, bởi vì sao? Bởi vì nhìn nó có vẻ không được chuyên nghiệp đúng không? Thực sự là khi chúng ta ấn chọn file này này, làm sao mà khi chúng ta ấn chọn file, chúng ta ấn chọn file một cái vào đây
thì nó phải báo ở trên này cho mình là cái file này đã tồn tại hoặc file này đã vượt kích cỡ đó. Thì cái này mình nghĩ cũng sẽ áp dụng Ajax được đấy, thì cái này mình sẽ nghiên cứu sau đó. Nhưng mình nghĩ là phải dùng Ajax thôi, chứ mình chứ ai lại điền hết từ trên xuống dưới xong rồi ông ấn thêm một cái thì lúc đấy mới báo rồi bắt đầu tôi phải đi điền lại đúng không? Mà lần sau ấy, khi chúng ta tối ưu ấy, thì chúng ta sẽ dùng Ajax. Khi chúng ta chọn vào đây một cái thôi là nó có cảnh báo liền để cho các ông sửa liền đúng không? Thì thế mới chuyên nghiệp, thế mới đẳng cấp, chứ làm kiểu này thì ai cũng làm được. Nhưng mà ngày xưa hồi mình mới tập thành làm thì mình cũng làm kiểu này thôi, kiểu tư duy cũng kiểu cũ cũ, chứ mình nghĩ giờ nó cũng có nhiều cái cách làm mới nhưng cũng không có thời gian để nghiên cứu. Mà mấy giờ rồi nhỉ? 11 giờ rồi các bạn. Rồi ok, video này đến đây thôi. Thì chắc video sau thì chúng ta coi như chúng ta sẽ tạm dừng ở cái chỗ thêm sản phẩm thôi, chúng ta sẽ show sản phẩm ra, edit và delete. Đấy, sau khi đó thì chúng ta sẽ thử đổ dữ liệu ra ngoài front end đúng không? Còn cái này thì nó thế thôi, còn tất nhiên tối ưu thì nó có nhiều cái để còn phải tối ưu nữa đúng không? Như ở đây giá này không được nhập chữ chẳng hạn này. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ tối ưu sau và chúng ta làm những cái chính trước. Rồi cái ảnh mô tả này các bạn nếu có nhu cầu thì các bạn cũng làm tương tự thế thôi. Nếu chưa có cách nào mới, nếu các bạn không dùng Ajax được thì các bạn cứ làm theo cái cách như mình nói ấy, để cho nó tùy cái mục đích của mình đó, mình khống chế đó, mình hạn chế những cái file nó không đúng cái quy định của mình. Rồi ok, video đến đây thôi. Nếu mà các bạn thấy thấy ok thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến nhé. Vì làm muộn nên mình không 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 cảm thấy không tỉnh táo lắm, nói nó hơi hơi gọi là không được suôn sẻ rồi. Xin chào các bạn.